Hãy đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, nghi thức tiễn táo quân về trời là một trong những nghi lễ quan trọng đối với người Việt. Đây không chỉ là lễ cúng để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với các vị thần trong nhà, mà còn là dịp để gia chủ cầu may mắn cho năm mới. Tuy nhiên, để lễ cúng ông công ông táo 2-3 tháng chạp diễn ra thuận lợi nhất, không chỉ lo sửa soạn mâm cỗ sao cho đủ đẹp mắt, mà gia chủ cần phải biết những điều tuyệt đối kiêng kỵ trong ngày này. Đặc biệt, gia chủ tuyệt đối cúng ông công ông táo vào giờ này, kẻo thần linh của phạt, tiền vàng thất thoát. Chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ý nghĩa lễ cúng ông công ông táo. Theo tín ngưỡng cổ truyền, cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp là tập tục lâu đời. Đây là ngày táo quân cưỡi cá chép vàng lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng, Thượng Đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, tất cả những việc tốt, việc xấu, những gì đã làm được và chưa làm được của con người dưới hạ giới một cách khách quan, trung thực. Táo quân trong tín ngưỡng dân gian, Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc, nhưng được viện hóa thành truyền tích hai ông một bà, một vị thần đất, một vị thần nhà, một vị thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc ông táo. Những điều cấm kỵ khi cúng lễ ông công ông táo. 1. Không nên cúng ông công ông táo quá sớm. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngọc Đô cho rằng, các gia đình không nên cúng ông công ông táo quá sớm, tuyệt đối tránh cúng vào đúng ngày rằm tháng chạp, nên cúng sớm nhất là từ ngày 20 tháng chạp, tức ngày 20 tháng 12 âm lịch, ngày 1 tháng 2 dương lịch đến 23 tháng chạp năm nay. Vì lập xuân sớm nên ngày đẹp nhất để cúng ông công ông táo là ngày 22 và 23 tháng chạp. 2. Cấm cúng ông công ông táo sau giờ ngọ 11 đến 13 giờ chiều ngày 23. Trong tín ngưỡng dân gian, 12 giờ trưa ngày 23 tháng chạp là thời điểm ông công ông táo đã bay về trời. Vì thế việc cúng lễ cần tiến hành trước giờ này. Lễ cúng nên tiến hành trước khi hết giờ ngọ từ 11 đến 13 giờ, vì đây là thời điểm các thần quy tụ để chuẩn bị trông trời. Khi cúng ông công ông táo chỉ cần thấy hương cháy đến 2/3 là các gia đình có thể mang vàng mã ra hóa và mang cá chép đi phóng sinh tiễn ông táo về trời. 3. Không bao sái rút chân nhang khi chưa cúng ông công ông táo, không bao sái rút chân nhang dọn dẹp không gian thờ cúng và bàn thờ trước khi cúng ông công ông táo. Các gia đình phải cúng ông công ông táo xong mới được thực hiện việc bao sái và rút tỉa chân nhang. 4. Cấm đặt đồ lễ cúng ông công ông táo tùy tiện, đặc biệt không đặt trên ban thờ Phật. Mâm lễ cúng táo quân có thể đặt trên một cái bàn nhỏ dưới ban thờ gia tiên hoặc ban thờ táo quân trong bếp, nhưng tuyệt nhiên không được để ban thờ Phật. Ngoài ra, có thể đặt mâm lễ táo quân ở ngoài trời. Lý giải điều này, nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh cho hay, thờ cúng táo quân là tín ngưỡng thờ thánh khác với tín ngưỡng thờ Phật, do vậy các gia đình đặc biệt lưu ý đến chi tiết này để tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm trong nhà. 5. Cấm phóng sinh cá chép bằng cách ném xuống sông, hồ. Trong ngày 23, cá chép tượng trưng cho thần linh. Do đó, sau khi cúng lễ và thả cá chép, các gia đình không nên thả cá chép từ trên cao hay ném cá xuống nước vì như thế cá sẽ chết. Khi thả cá, các bạn cũng không nên thả cá bừa bãi ra những nguồn nước ô nhiễm làm cá bị chết. Nếu phóng sinh, cá chép phải chọn môi trường sạch để cá dễ dàng sống được. 6. Không nên khấn xin tài lộc sung túc cả năm. Lễ cúng 23 tháng chạp thực chất chỉ mang ý nghĩa cúng ông công ông táo về trời để báo cáo việc lớn, việc nhỏ trong năm của gia đình với thiên đình. Do đó, việc cầu xin tài lộc sung túc là không nên. Các gia chủ chỉ nên khấn xin táo báo cáo những việc tốt đẹp trong năm. Ngoài ra cần lưu ý người thực hiện nghi lễ cúng ông công ông táo phải giữ thân, thanh sạch khi tiến hành. Ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, kín đáo, không mặc quần đùi, áo ba lỗ, váy ngắn. Trong lúc khấn cúng phải giữ tâm thái hoan hỷ, vui vẻ để tạo ra năng lượng tích cực trong thờ cúng và tâm linh. Quý vị thân mến, việc làm mâm cỗ cúng là để tiễn ông công ông táo lên thiên đình, bẩm báo tất cả các việc xảy ra trong năm của gia đình và cũng là người kết nối gia đình với các vị thần linh trên thiên đình, truyền tải mong ước của gia chủ trong năm mới. Do đó, bên cạnh những việc kiêng kỵ trên đây, quý vị cũng nên nắm được đầy đủ những lễ vật cúng để gia đạo luôn suôn sẻ, hanh thông trong năm mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Lễ vật cúng táo quân gồm những gì? Thứ nhất là bộ ông công, ông táo và tiền vàng. Một trong những lễ vật không thể thiếu trong lễ cúng 23 tháng chạp truyền thống là bộ ông công ông táo. Thông thường, bộ ông công ông táo đầy đủ sẽ bao gồm 3 chiếc mũ, 3 đôi giày, 3 bộ áo, 3 con cá chép, giấy. Mũ ông công 3 cỗ hay 3 chiếc
có hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho táo ông thường có hai cánh chuồn, mũ dành cho táo bà không có cánh chuồn. Những chiếc mũ này được trang trí bằng các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và dây kim tuyến. Màu sắc của mũ và áo ông công táo sẽ được thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Ví dụ năm hành kim thì mũ có màu vàng, năm hành mộc thì mũ áo có màu trắng, năm hành thủy thì mũ áo có màu xanh, năm hành hỏa thì mũ áo có màu đỏ, năm hành thổ thì mũ áo có màu đen. Để giản tiện, đôi khi người ta cũng tượng trưng một cỗ mũ ông công ông táo có hai cánh chuồn và kèm theo một chiếc áo, một đôi hia bằng giấy. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp, cùng đi với bài vị cũ, sau đó người ta lập bài vị mới cho táo công. Ngoài bộ ông công ông táo, người ta còn mua thêm tiền vàng cho lễ cúng 23 tháng chạp. Thứ hai là cá chép. Theo quan niệm của dân gian, cá chép là phương tiện giúp các táo quân trèo trời. Vì vậy, đồ cúng ông táo không thể thiếu cá chép. Bạn có thể dùng cá chép sống hoặc cá chép giấy để cúng ông công ông táo. Thường thì ở miền Bắc, người ta sẽ cúng ông táo bằng cá chép sống thả trong nước với ngụ ý cá chép hóa rồng. Còn ở miền Nam Bộ, người ta dùng cá chép giấy nhiều hơn. Thay vì cá chép, người dân nhiều nơi ở miền Trung cúng ngựa giấy. Nhưng đối với những vị thần khác thường, họ dâng một con ngựa giấy có yên cương đầy đủ, không cúng áo mũ cho các táo như người miền Bắc. Trong lễ cúng ông công, ông táo ngày 23 tháng chạp vốn được làm rất quan trọng và trang nghiêm. Người Huế thường đốt vàng mã và dâng nhiều lễ vật. Họ tiễn ông công, ông táo cũ khỏi bàn thờ bếp và đặt bên cạnh các am miếu, hoặc là gốc cổ thụ cạnh ngã ba đường, sau đó rước ông táo mới về nhà. Tượng ba ông táo mới được đặt lên bàn thờ để hương khói. 2. Mâm cỗ cúng ông công ông táo không cần cầu kỳ nhưng lại cần sự trang trọng, chu đáo, thể hiện được tấm lòng thành của gia chủ trước bàn thờ vị thần cai quản đất đai và vị thần cai quản bếp núc nhà mình. Thứ nhất, mâm cỗ mặn gồm đĩa gạo, một đĩa muối, 5 lạng thịt vai luộc, một bát canh mọc hoặc canh mong, một đĩa xào thập cẩm, một đĩa giò, một đĩa xôi gốc hoặc bánh chưng. Theo tục xưa, riêng với những nhà có trẻ con, người ta còn cúng táo quân một con gà luộc. Gà luộc này phải luộc loại gà cổ mới tập gáy, tức gà mới lớn để ngụ ý. Nhờ táo quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên, có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như con gà cổ vậy. Mâm cỗ cay ngọt. Thứ hai, mâm cỗ chay ngọt. Một đĩa chè kho, một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, ba chén rượu, một quả bưởi, một quả cau lá trầu. Thứ ba, hoa quả cúng ông công ông táo chuẩn nhất. Có rất nhiều loại hoa quả nhưng không phải loại hoa quả nào bạn cũng có thể dùng để cúng ông công ông táo. Bạn có thể kết hợp nhiều loại quả với nhau để tạo thành một mâm ngũ quả, hoặc có thể bày riêng lẻ các loại. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn về các loại hoa quả nên cúng để đón may mắn, tài lộc và bình an theo từng vùng miền khác nhau. Người dân miền Bắc thường dùng các loại hoa quả sau để làm thành mâm ngũ quả như chuối, bưởi, phật thủ, cam, quýt, táo lê, xoài, nho, thanh long. Vì khí hậu miền Trung khắc nghiệt hơn miền Bắc và Nam nên hoa quả cũng có phần ít hơn. Và hoa quả họ dùng để cúng thường là những hoa quả có sẵn của vùng miền. Vì vậy không có quy tắc nào trong mâm ngũ quả của người miền Trung. Tuy nhiên bạn sẽ hay thấy những quả sau trong mâm ngũ quả cúng ông công ông táo là chuối, thanh long, mãng cầu, dứa, cam, quýt. Người miền Nam lại bày mâm ngũ quả gồm những quả sau: mãng cầu, đu đủ, xoài, dứa. Khác với miền Bắc và miền Trung, người trong Nam lại kiêng kỵ một số loại trái cây do tên gọi của nó không mang lại may mắn như chuối, táo, lê, quýt, cam. Quý vị thân mến, trên đây là chi tiết về lễ vật cúng ông công ông táo và những điều kiêng kỵ cần tránh. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị chuẩn bị lễ cúng tốt nhất. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kỳ đóng góp nào, xin vui lòng bình luận bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp trong chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.